Thưa quý vị và các bạn, ngay giữa lòng thành phố có một địa điểm tham quan, giải trí hấp dẫn thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh. Đó là làng du lịch La Monte. Đây là điểm đến hấp dẫn cho những người yêu thích khám phá thiên nhiên. Đến đây, bạn sẽ được đắm chìm trong vẻ đẹp lung linh đầy màu sắc và tham gia các hoạt động ngoài trời hấp dẫn. La Monte nằm ở địa chỉ số 80 đường Bà Triệu, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa. Nơi đây có không gian rộng và nhiều góc để check-in dành cho các bạn trẻ. Với những chiếc điện thoại thông minh trên tay, mỗi du khách hầu như sẽ lưu lại cho mình những bức ảnh đẹp, những khoảnh khắc cùng với bạn bè, người thân. Ngôi làng có lối thiết kế rất độc đáo, vừa mang phong cách cổ điển, làng quê, lại pha trộn những khung cảnh giống trong những câu chuyện cổ tích phương Tây. Chính điều này đã thu hút các bạn trẻ xứ Thanh tới tham quan và khám phá. Mỗi bước đi của du khách dạo trên con đường làng đều dễ dàng nhận thấy một thông điệp dành cho sự bình yên, dành cho thiên nhiên và sự hòa quyện vào không gian lung linh đầy màu sắc. Mình thấy là trong tất cả những quán cà phê ở thành phố Thanh Hóa thì đây là một trong những quán cà phê mà mình cảm thấy có không khí đặc biệt nhất. Vì là ở đây có không gian rộng này, có hoạt động là mà mình có thể cho cừu ăn và các bạn nhỏ nhà mình rất là thích cái hoạt động này. Ngoài ra thì ở đây có đồ uống ngon, không khí rất là trong lành, đặc biệt là kỳ nghỉ cuối tuần thì mình có thể là tổ chức tiệc barbecue hoặc là mình tổ chức tiệc sinh nhật hoặc là để đám cưới ở đây nữa, nên mình cảm thấy là đây có thể là một trong những quán cà phê mà có không khí đặc biệt và đẹp nhất trong thành phố Thanh Hóa đối với mình ạ. Một trong những nét đặc sắc nhất tại La Monte đó là các bạn nhỏ sẽ được trực tiếp nô đùa cùng những chú cừu, loài động vật thường chỉ nhìn thấy trong các bộ phim hoạt hình. Được tự tay cho cừu ăn sẽ khiến các bạn nhỏ cảm thấy vô cùng thích thú. Thành phố thì nhiều nơi đông đúc, chật chội, mà đến khu này thì rộng, thoáng. Chúng tôi những ngày nghỉ cuối tuần chúng tôi rủ bạn bè đến đây để check in, chụp ảnh, rồi uống nước, rồi thậm chí rồi những ăn đồ nướng ở đây cũng rất là ngon và cũng cảnh cũng đẹp. Thì chị em cứ cuối tuần hoặc là những ngày nghỉ thì mình đến đây để cùng nhau vui chơi, rồi là chụp ảnh, rồi ăn uống. Bên cạnh đó, La Monte còn thu hút du khách với những bữa tiệc BBQ ngoài trời đậm nét phương Tây. Trong cái lạnh giá của mùa đông, bên cạnh bếp than hồng, dưới một không gian thơ mộng huyền ảo cùng làn khói nghi ngút, thực sự khiến những bữa tiệc trở nên ấm cúng và mọi người như xích lại gần nhau hơn. Ngoài ra, các bạn trẻ cũng có thể được tham gia vào các hoạt động như trải nghiệm bắn cung, thưởng thức những ly cà phê thơm ngon, hàn huyên cùng bạn bè, hay hòa mình vào những đêm nhạc sôi động do La Monte tổ chức. Bức tranh khu du lịch làng La Monte về đêm càng làm cho người ta suýt xoa bởi vẻ đẹp lung linh huyền ảo. Vì thế, khi có dịp đến đây, du khách không thể không trải nghiệm cảm giác cắm trại cùng thưởng ngoạn không khí trong lành khi đêm xuống, cũng như vẻ đẹp thiên nhiên bình lặng khi đêm về. Thời gian tới, làng du lịch La Monte sẽ tiếp tục đầu tư thiết kế xây dựng nhiều hạng mục, nâng cao giá trị, phục vụ du khách, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như văn nghệ, trò chơi dân gian, đặc biệt là sự kiện chào đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sắp tới. Hứa hẹn nơi đây sẽ là một điểm du lịch năng động, trẻ trung và hấp dẫn với du khách bốn phương.